Hello, Úc Bình Design chào các bạn. Hôm nay, Úc Bình Design sẽ trình bày với các bạn một file video hướng dẫn thực tập bài thứ 33 trong chương đề PowerPoint 2010. Úc Bình đã viết cái bài thứ 33, thứ 32 là tạo bài thuyết trình bằng Notepad. Các bạn có thể xem video hướng dẫn tại đường link này. Trong bài này, hướng dẫn này các bạn tạo một tập tin bằng trình soạn thảo Notepad có sẵn trong Windows. Bạn nhập hoặc copy paste văn bản vào và lưu lại vào PowerPoint, mở file open để PowerPoint tạo ra các slide theo nội dung bạn đã nhập, và bạn phải hiệu chỉnh lại các văn bản trên slide. Tại sao phải dùng Notepad? Bạn dùng Notepad để soạn thảo, tạo thành tập tin, sau đó mở PowerPoint để mở tập tin .txt này. Nếu dùng Word thì không mở được. Mà nếu mà bạn dùng Word thì bạn chỉ có copy paste Word dán vô PowerPoint mà thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Trong cái bài viết này, Úc Vĩnh đã có cung cấp cho các bạn các đoạn văn bản để các bạn thực tập. Bây giờ chúng ta sẽ copy paste từng đoạn, workbook Ctrl C để copy. Bây giờ chúng ta mở Notepad bằng cách là vô nút Start, vô On Program, và bạn bấm vào Accessory và bạn bấm lên Notepad, bấm phải lên nó, bấm Send to và bấm Desktop để chúng ta tạo Notepad tại Desktop. Bây giờ chúng ta ra Desktop, chúng ta đã thấy cái Notepad chương trình soạn thảo, bấm lên và bạn Ctrl V để dán cái workbook là gì. Ở đây bạn nhấp đầu dòng và bạn bấm phím Tab để nó thụt vô. Và ở đây bạn bấm Enter và bấm phím Tab để cho nó thụt vô. Ở đây bấm Enter và bấm phím Tab. Bấm Enter, bấm phím Tab. Như vậy là bạn đã dán xong một cái đoạn có tên là workbook. Bây giờ chúng ta dán tiếp tục cũng giống như vậy, cái đoạn worksheet, Ctrl C, bấm phím Tab, bấm phím Enter, bấm phím Tab, bấm phím Enter, bấm phím Tab, bấm phím Enter, bấm phím Tab. Rồi bây giờ ta dán đoạn thứ ba, Succeed. Các bạn cũng làm giống như trên, Ctrl C, và chúng ta dán cái đoạn thứ tư là Setup. Như vậy là chúng ta đã dán xong bốn đoạn gồm có workbook, worksheet, succeed và sheet table. Bây giờ chúng ta lưu ý các bạn, trước khi bạn làm như thế này thì các bạn cần phải định dạng nó bằng cách là bạn vô format, bạn vô font và bạn chọn font Tahoma hay là font nào cũng được. Bên đây chọn regular và chọn size 12. Bạn nhấn OK rồi sau đó bạn paste vào thì nó sẽ có cái định dạng giống như chúng ta đang làm đây. Bây giờ chúng ta lưu cái file mà chúng ta vừa tạo trong Notepad
bằng cách là vào menu File, Cell A, chúng ta chọn Desktop làm nơi lưu. Ở đây chúng ta đặt tên là Test chẳng hạn. Và ở đây chúng ta chọn cái định dạng đó là .txt mặc định. Ở trong encoding này chúng ta sẽ chọn Unicode và chúng ta save lại. Chúng ta chọn Desktop làm nơi lưu cái file này. Chúng ta save. Như vậy bạn vừa tạo xong một cái file txt bằng chương trình Notepad và lưu lại tại Desktop. Bây giờ chúng ta mở cái chương trình PowerPoint của chúng ta ra. Và các bạn vào File và Open. Bạn đi đến Desktop. Và bạn ở đây lưu ý với các bạn, khi các bạn muốn mở cái file txt đó thì ở đây bạn phải chọn All Program thì nó mới hiện ra cái file txt cho các bạn. Chúng ta bấm lên cái file mà chúng ta vừa tạo tên là test và bấm Open. Nó đã PowerPoint đã tạo cho các bạn 4 slide ở bên cột trái. Đó là cách tạo slide nội dung bằng chương trình Notepad. Các bạn không thể nào mà trong Word thì không áp dụng được. Chúng ta chỉ copy paste văn bản ở Word dán vô thì mới được thôi. Bài này hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Notepad để tạo các slide trên PowerPoint. Chúc các bạn thành công.